Quân đội Ukraine đã tấn công một tàu chiến đổ bộ của Nga tại Crimea. Quân đội Ukraine đã tấn công một tàu chiến đổ bộ của Nga tại Crimea bằng hỏa tiễn hành trình trong một cuộc tấn công qua đêm, làm ít nhất một người thiệt mạng và có thể làm trở ngại cho bất kỳ nỗ lực của Nga để chiếm thêm lãnh thổ Ukraine dọc theo bờ biển Hắc Hải. Bộ Quốc phòng Nga cho biết Ukraine đã sử dụng hỏa tiễn để tấn công cảng Feodosia của Crimea và tàu đổ bộ lớn Novocherkassk đã bị hư hỏng. Ukraine đã sử dụng hỏa tiễn hành trình trong cuộc tấn công mà không đặc tả loại nào. Cả Anh và Pháp đã cung cấp cho Kiev những hỏa tiễn như vậy. Không quân Ukraine cho biết các phi công của họ đã tấn công Feodosia lúc 2 giờ 3 phút sáng và tiêu diệt tàu Novocherkassk. Chính phủ Baghdad đã lên án các cuộc không kích của Hoa Kỳ trên các vị trí quân sự của Iraq. Vào hôm thứ Ba, ngày 26 tháng 12, thì chính phủ Baghdad đã lên án các cuộc không kích của Hoa Kỳ trên các vị trí quân sự của Iraq đã làm thiệt mạng một binh sĩ và làm bị thương 18 người khác. Quân đội Hoa Kỳ đã tiến hành các cuộc không kích trả đũa tại Iraq sau một cuộc tấn công bằng máy bay không người lái vào sáng cùng ngày bởi các tay súng ủng hộ Iran. Bộ Quốc phòng cho biết thì một cuộc tấn công bằng máy bay không người lái của một nhóm khủng bố liên kết với Iran vào một căn cứ quân sự ở Iraq vào sáng sớm thứ Hai đã làm 3 binh sĩ Hoa Kỳ bị thương và đã khiến cho Tổng thống Biden ra lệnh tiến hành các cuộc không kích để trả đũa. Cuộc tấn công vào căn cứ không quân Erbil ở miền Bắc Iraq được tiến hành bởi các tay súng của Khatib Hezbollah. Bản tin Á Châu nối tiếp cho biết lũ lụt khiến nhiều người bị mắc kẹt tại Thái Lan. Quân đội Thái Lan vào thứ Ba 26 tháng 12 đã được điều tới di tản những cư dân bị mắc kẹt trong lũ lụt tại tỉnh Narathiwat sau khi nơi này đã liên tiếp hứng chịu những cơn mưa nặng hạt. Như hình ảnh do hãng thông tấn Reuters cho thấy, cảnh tượng hàng chục binh sĩ đang cố giữ lấy một sợi dây thừng, bên đầu kia là các thường dân đang cố chạy thoát dòng nước chảy xiết. Giới chức trách nói rằng chỉ cần tới trễ vài phút là sẽ có người bị mất mạng. Theo truyền thông địa phương Thái Lan, một số tỉnh ở miền Nam Thái Lan đã bị lũ lụt nghiêm trọng. Tại tỉnh Narathiwat, các dòng sông lũ tràn vào đường, làm cắt đứt giao thông một số con đường. Doanh số bán lẻ trong kỳ nghỉ lễ ở Hoa Kỳ thấp hơn kỳ vọng. Theo số liệu của Mastercard công bố vào ngày 26 tháng 12, doanh số bán lẻ tại Hoa Kỳ tính từ ngày 1 tháng 11 đến ngày 24 tháng 12 đã tăng 3,1%, trong khi người mua hàng tìm kiếm những ưu đãi và chương trình khuyến mại lớn trong các dịp lễ tạ ơn và Giáng sinh. Tuy nhiên, mức tăng này vẫn thấp hơn so với mức tăng là 7,6% của năm ngoái, do lãi suất cao hơn và lạm phát gây áp lực lên chi tiêu của người tiêu dùng. Các hãng bán lẻ như là Amazon và Walmart đã tăng cường các chương trình khuyến mại trong suốt tháng 11 để thu hút những người săn hàng giá rẻ. Nhưng các nhà phân tích cho rằng thì mức giảm giá không sâu như năm ngoái. Báo cáo của Mastercard cũng cho thấy là doanh số bán hàng thương mại điện tử đã tăng trưởng là 6,3%, chậm hơn so với mức là 10,6% của năm ngoái, do mức độ phổ biến của mua sắm trực tuyến giảm so với mức cao nhất thời kỳ đại dịch COVID-19. Giá nhà sẽ tăng nhanh trong năm 2024 sau khi Fed cắt giảm lãi suất. Theo cơ quan xếp hạng tín dụng Fitch, giá nhà tại Hoa Kỳ sẽ tăng tới 3% trong năm 2024 và lên tới 4% vào năm 2025. Theo Fitch, giá nhà dự kiến tăng thêm do 88% nhà ở khu vực đô thị trên thị trường Hoa Kỳ vốn đã được định giá cao. Ngoài ra, biên độ các ngôi nhà được định giá quá cao cũng được mở rộng. Theo đó, các ngôi nhà được định giá quá cao tăng 9.4% trong quý 2023 so với mức là 7.8% vào cuối năm 2022. Theo công ty Realtor.com, thị trường nhà ở của Hoa Kỳ 2023 có giá cả phải chăng nhất trong lịch sử Hoa Kỳ. Điều đó xảy ra khi lãi suất thế chấp cao liên tục khiến hầu hết người sở hữu nhà hiện tại rời khỏi thị trường do không thể bán căn nhà đã được hưởng lãi suất thấp từ nhiều năm trước để mua nhà mới với lãi suất cao. Cùng tiếp theo bản tin Hoa Kỳ ngày hôm nay được biết là thử nghiệm thành công phương pháp tiêu diệt 99% tế bào ung thư. Theo CNN Alarm thì phương pháp được phát triển bởi Đại học Rice, Đại học Texas A&M và Đại học Texas UT đã có thể tiêu diệt đến 99% các tế bào ung thư trong thử nghiệm. Phương pháp này tận dụng các phân tử là aminosinai, thường được dùng như là một loại thuốc nhuộm trong y học nhằm đánh dấu các tế bào ung thư. Các nhà nghiên cứu đã sử dụng hồng ngoại tuyến để kích thích phân tử này, khiến cho các electron bên trong của chúng rung động, tạo thành cái gọi là plasmon phân tử, tức là các thực thể rung động tập thể để điều khiển chuyển động bên trong phân tử. Các bài công bố nghiên cứu trên tạp chí là Nature Chemistry, kỹ thuật cơ sinh học đơn giản này có ưu điểm đặc biệt là các tế bào ung thư khó có thể phát triển những đặc tính kháng trị.